Chào mừng bạn quay trở lại với VM Invest, mình là Minh. Và ở trong những ngày gần đây chúng ta thấy một sự diễn biến rất là kinh khủng của thị trường. Thị trường vàng sập tới 100 giá chỉ trong vòng ngày thứ hai. Đối với thị trường crypto thì ở trong tình trạng nó không khả quan hơn mấy. Khi mà Bitcoin bị xả, Ethereum bị xả và hàng loạt những cái đồng altcoin khác cũng rơi ở trong tình trạng là không thấy đáy ở đâu. Nhưng các bạn đừng nghĩ đây chỉ là những sự kiện ở trong thị trường chính, mà ở trong những thị trường truyền thống, ví dụ thị trường chứng khoán, kể cả thị trường chứng khoán trong nước cũng như thị trường chứng khoán nước ngoài, nó ở trong cái trạng thái tương tự khi mà sắc đỏ bao trùm lên những cái mã cổ phiếu cũng như là những cái chỉ số kinh tế chính. Vậy thì đối với nhiều người thì mình nghĩ đây sẽ là những giai đoạn mà mọi người cảm thấy rất là hoang mang và cảm thấy rất là lo sợ. Vì như ở trong ngày hôm qua mình thấy rất là nhiều người hỏi là Bitcoin liệu có giảm được hay không, Bitcoin liệu đáy của nó ở đâu, nó có về là 30.000, 40.000 hay là 20.000. Đối với giá vàng thì nó có thể về những mức sâu hơn là 2.200, 2.100, thậm chí là 2.000 hay không. Tất cả mọi người đều chìm trong cái trạng thái là lo lắng và chìm trong trạng thái là hoảng sợ. Tuy nhiên đối với cá nhân mình thì mình nhìn thấy đây sẽ là những cơ hội mà chúng ta có thể là có những tài sản, có những cái thời điểm cho mua được những loại hàng hóa mà với mức giá nó rất là tốt. Mình sẽ chỉ ra cho bạn một điều để có thể chứng minh được cái suy nghĩ cũng như là cái điều mà mình vừa nói. Và trước khi tiếp tục video cho ngày hôm nay thì nếu như các bạn là những cái nhà đầu tư và các bạn quan tâm tới thị trường crypto nhưng các bạn là người mới, thì ở trong thời gian sắp tới, rất gần đây thôi là đầu tháng 8 thì mình và Đăng sẽ có một khóa học để hướng dẫn cho các bạn, nó giống như một khóa cầm tay chỉ việc, để các bạn hiểu rõ hơn về thị trường crypto là gì, các bạn để chọn ra những cái xu hướng đúng, các bạn để chọn ra những đồng coin đúng. Và đây sẽ là những cái thông tin mà rất là cá biệt và nó chưa được công bố ở đâu trong những khóa học khác. Và hy vọng rằng ở trong thời gian tới thì mình có thể được đồng hành cùng với các bạn. Và thông tin chi tiết về khóa học thì các bạn để xem ở trên website của mình là minvest.vn/crypto. Hoặc các bạn thể nhắn cho mình theo số Zalo là 0969156969. Thì sau đó mình sẽ nhờ những bạn thư ký của mình liên hệ với các bạn để hoàn tất cái thủ tục ghi danh cũng như chúng ta có thể bắt đầu học trong thời gian sớm nhất. Ở đây là cái bảng những cái chỉ số chính ở trên thế giới, ví dụ như chỉ số Dow Jones, S&P 500, Nasdaq. Đa phần những chỉ số này đều nằm trong những cái trạng thái mà bị sập và đều trong trạng thái là màu đỏ. Tuy nhiên thì nếu chúng ta nhìn sang những cái chỉ số ở bên khu vực bên này, chúng ta sẽ nhìn thấy có những cái mức tăng trưởng khá là ấn tượng và mức tăng trưởng khá là mạnh mẽ. Điển hình ở đây các bạn thể nhìn thấy là chỉ số Nikkei 225 là của Nhật Bản, với cái mức hồi phục của nó khá là đáng kinh ngạc, mức là 10%, và mình sẽ bật đồ thị để cho chúng ta cùng xem. Và gần như thì nó cũng giống như câu chuyện khác và những loại tài sản khác ở trên toàn thế giới khi mà tình trạng panic sell bị kích hoạt. Và ở trong cái ngày hôm vừa rồi, những ngày các bạn nhìn thấy có những cú xả rất là lớn, và khi mà nó về cái mức đáy của nó là khu 30.6 thì ngay lập tức ở trong ngày hôm thứ 6, ngày 6 tháng 8 thì nó đã có một cái nhịp hồi phục trở lại, nó lên lại mức là 34.6 và 34.2. Vậy ở đây cái điều mình muốn nói là gì? Cái cơ hội mà nó xả hàng là một cơ hội giống như kiểu flash sale, là một cơ hội mà làm cho những loại hàng hóa các bạn đang quan tâm có một cái mức giá nó tốt hơn. Tuy nhiên nhiều người thì ở trong trạng thái là lo lắng và trong trạng thái là hoảng sợ, bởi vì mình nghĩ lý do rất là đơn giản như thế này, là họ đã hết tiền, họ mua những loại tài sản mà họ đang có ở mức giá rất là cao, và đến cái mức giá thấp hơn thì sẽ hai tình huống xảy ra. Thứ nhất là họ không còn tiền để họ mua nữa, và thứ hai là cái tâm lý họ trở nên họ là rất là hoang mang và rất là sợ hãi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ sang với Bitcoin và sang với Ethereum để nhìn thấy được là những cái điều gì đã diễn ra trong ngày hôm qua, và liệu rằng nó có một câu chuyện giống như chỉ số Nikkei 225 hay không. Vậy chúng ta sẽ xem với Bitcoin, và sau một cú sụt giảm ngày hôm qua về cái mức giá thấp nhất là khoảng là 50.000 thì nó có một nhịp hồi phục lên đâu đấy là tận là khoảng 12%, nó tức là cũng đã gần ngang với chỉ số Nikkei 225. Và đối với Ethereum là cái đồng tiền crypto lớn thứ hai trên thị trường, nếu có mức độ hồi phục lên tới là 16,91%. Và ở trong thời điểm vừa rồi thì mình thấy là đã có rất là nhiều bạn đã có thể tận dụng được những cái vị thế tốt cũng như là tận dụng được những cái nhịp tốt để có một cái vị thế long, một cái vị thế để các bạn thể buy những loại hàng hóa này ở mức giá mà nó tốt hơn rất nhiều so với thời điểm hồi xưa. Và đây chính là cái gì? Mình thấy đây sẽ cơ hội mà để chúng ta có thể lướt với nhịp hồi phục lại. Và ở trong thời điểm sắp tới chúng ta sẽ cần phải quan tâm và chú ý cái điều gì? Cái điều mà ngày hôm qua đối với cá nhân mình và đối với các bạn chúng ta đều đi tìm một câu hỏi, đấy chính là lý do tại sao thị trường nó sập mạnh như thế và có tin tức gì được công bố và có tin tức gì được diễn ra. Thì theo những cái suy nghĩ và theo những quan sát của mình thì nó không có một cái tin gì mà làm cho mình cảm thấy là thuyết phục cả. Tất cả những cái sự kiện đấy, những cái cú sập đấy nó bắt đầu từ ngày hôm thứ 6 và sau đó bắt đầu ở buổi sáng ngày hôm thứ 2. Những cái áp lực bán tháo đấy nó giống như kiểu một cái loại là panic sell, tức mọi người rất là hoảng loạn, mọi người đang rất là kiểu bị một cái vấn đề gì đó về mặt tâm lý khiến cho chúng ta xả những cái lệnh đấy liên tục. Và mình quay trở lại thời điểm trước đó một chút để mình cố gắng để mình tìm câu trả lời cho cái vấn đề là tại sao mọi người trở nên quá là hoảng loạn như thế. Và với cái cú xả vừa rồi ngày hôm thứ hai, các bạn thì nhìn thấy là Bitcoin và thị trường crypto nói chung
khi mức vốn hóa của thị trường đã bị bay mất là tới 12% và có tới hơn là 1,2 tỷ đô đã bị thanh lý trong vòng 24 giờ vừa qua. Và ở thời điểm ngày hôm thứ Sáu tuần trước, chúng ta có những thông tin liên quan tới tình hình non-farm được công bố. Và cụ thể hơn là với những thông tin này, các bạn thể nhìn thấy một điều rằng với cái số liệu non-farm thì nước Mỹ chỉ có thêm là 114.000 công việc trong vòng tháng 7. Và đây là một con số thấp hơn rất nhiều so với con số là 175.000 việc làm được mong đợi. Và khi mà cái chỉ số non-farm này giảm thì điều này cho ông cho thấy một điều rằng cái số lượng việc làm mới được tạo ra ít hơn, và việc này có thể là dấu hiệu cho cái sự suy thoái kinh tế. Và các doanh nghiệp sẽ có xu hướng thuê ít nhân công lại khi mà họ dự đoán tình hình kinh tế sẽ khó khăn hoặc là tăng trưởng của quốc gia nó sẽ chậm lại. Và bên cạnh đấy, các bạn thì nhìn thấy là cái số liệu về tỷ lệ thất nghiệp ở trong cái kỳ trước của cái kỳ dữ liệu được công bố hôm thứ Sáu đã tăng lên mức khá là cao, là 4,3%. Và cái mức này nó cao hơn số dự đoán và cao hơn cả với con số kỳ trước, và nó thúc đẩy một cái điều đấy rằng là những cái nhà đầu tư khá là lo sợ về viễn cảnh suy thoái kinh tế đang rất là đến gần. Người dân thì thất nghiệp sẽ có thu nhập ít hơn để chi tiêu, dẫn đến giảm tiêu dùng và ảnh hưởng đến cái nền kinh tế. Và đối với cá nhân mình thì những cái diễn biến của cái non-farm đấy nó là một cái thông tin mà mình cho rằng là thuyết phục nhất để nó bắt đầu kích hoạt cái trạng thái là domino với trạng thái là panic sell. Và khi một nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ, một nền kinh tế này nó bị ảnh hưởng và có khả năng rơi vào suy thoái thì nó sẽ là gì? Ảnh hưởng sang những loại hàng hóa khác và những loại tài sản khác. Tất cả mọi người đều bán những loại tiền, những cái loại hàng hóa khác mà mọi người đang có để mọi người cố gắng để mọi người tìm kiếm một cái nơi trú ẩn an toàn. Và ở trong thời điểm hiện tại thì rõ ràng Bitcoin nó chưa thể là một cái lựa chọn tối ưu cho tất cả mọi người. Và để chứng minh cho cái điều đó thì chúng ta có tin non-farm được công bố vào tối ngày hôm thứ Sáu. Và ở trong cái thời điểm đó thì những cái sự kiện về thị trường chứng khoán của những cái quốc gia ở trong khu vực châu Á thì nó đã không có hoạt động nữa. Bởi trong buổi hôm thứ Sáu, hôm thứ Bảy, hôm Chủ nhật và đến hôm rạng sáng ngày hôm thứ Hai, đấy chính là một cái điều diễn ra ở trong những cái nền kinh tế ở khu vực châu Á. Và điển hình đấy chính là Nhật Bản. Và đối với Nhật Bản thì bạn thể nhìn thấy là ở quốc gia này đã ghi nhận là cái chỉ số chứng khoán tụt giảm tồi tệ nhất trong vòng 37 năm trở lại đây. Và đóng cửa cái phiên giao dịch ngày 5 tháng 8 như hôm nay chúng ta đã xem thì cái chỉ số Nikkei đã giảm ở cái mức là 12,4% so với cuối tuần trước và xuống còn mức là 31.458 điểm. Và đây các bạn lưu ý là cái mức giảm mạnh nhất ở trong lịch sử, mà nó đã vượt qua cái mức giảm kỷ lục ở trong thời điểm ngày 20 tháng 10 năm 1987, một cái ngày sau cái sự kiện là ngày thứ Hai đen tối, sự kiện sụp đổ của thị trường chứng khoán New York. Và Nhật Bản là một nền kinh tế phụ thuộc khá nhiều ở xuất khẩu, do đó khi mà những cái dữ liệu về kinh tế Mỹ được công bố trong ngày hôm thứ Sáu không mấy là khả quan, thì đến cái buổi rạng sáng ngày hôm thứ Hai thì nền kinh tế Nhật Bản cũng như là thị trường chứng khoán Nhật Bản đã có những cái phản ứng khá là tiêu cực. Vậy thì như mình đã nói và như mình đã phân tích là chúng ta có sự kiện về non-farm này, chúng ta có những cái cú mà panic sell cũng như ảnh hưởng tâm lý từ những cái nhà đầu tư đến từ khu vực châu Á. Vậy thì những cái thị trường mà có cái số lượng vốn hóa mới và số lượng vốn hóa khá là non trẻ như thị trường crypto, nó sẽ cũng bị chịu ảnh hưởng bởi cái tâm lý khá là tiêu cực. Và mình có đọc được một cái bài giải thích ở trong một cái bài báo ở trên mạng thì họ cho rằng là những cái thị trường khác họ sẽ bị bán tháo, ví dụ như thị trường vàng và thị trường crypto sẽ bị bán tháo. Mục đích là gì? Là sẽ để bù đắp lại cho những khoản thua lỗ đến từ cái thị trường chứng khoán châu Á, chứng khoán châu Âu và chứng khoán Mỹ. Và đấy chính là lý do tại sao khi mà những thị trường chứng khoán đó nó có những cái dấu hiệu mà nó đi xuống thì những loại tài sản, những loại hàng hóa khác cũng sẽ bị bán tháo để bù đắp lại, để là gì? Nó giống như kiểu margin call để bù lại cho phần thị trường chứng khoán kia. Và đấy mới điều khá là tiêu cực và dẫn tới việc là gì? Bitcoin và Ethereum cũng có những cú xả rất là lớn ở trong thời điểm vừa rồi. Tuy nhiên thì đến những cái thời điểm này, đến cái giai đoạn khi mình làm video này thì mình thấy là cho đâu để cho có thể có những cái điểm sáng để cho nhìn thấy được rằng thị trường nó sẽ có những cơ hội cho một vài người chứ không phải cho tất cả mọi người. Bởi vì đây là cái điều mình nói từ cái đầu video ấy, đấy chính là khi mà chúng ta có những cái loại tài sản mà chúng ta quan tâm ở mức giá rất là cao thì nó tranh nhau chúng ta mua. Ví dụ như Bitcoin ở trong thời điểm cũ các bạn nhìn thấy là mức 60.000, 70.000, rất là nhiều người mua. Nhưng mà khi mà nó bất cứ nó một cú nó sụt giảm thì mọi người đều ở trong trạng thái rất là lo lắng và rất là hoảng sợ. Thì mình không rõ được đấy một cái tâm lý tại sao mà chúng ta có thể giải thích được. Và bây giờ để cụ thể hơn về cái thị trường crypto thì mình thấy nó lại có một cái vấn đề như thế này nữa. Đấy chính là khi mà chúng ta có những tin tức về vĩ mô, những tin tức về tình hình kinh tế và chính trị trên thế giới nó diễn ra thì đâu đấy là ở nội bộ ở trong thị trường crypto, tức là ở trong chuyên ngành thị trường crypto, nó sẽ có những cái tin, tạm gọi những cái tin mà tương đối là xấu, nó lại tiếp tục tạo ra một áp lực để đẩy giá đi xuống.
Và rất nhiều lần mình thấy cái sự kiện này nó xảy ra. Nó không biết là nó có cái sự trùng hợp hay không, nhưng mà tất cả những cái tin mà ví dụ là tin bị hack, tin mà rất nhiều cái đồng coin được chuyển lên những cái sàn giao dịch lớn tạo ra cái áp lực bán sàn, thì nó lại xuất hiện vào trong những giai đoạn mà những cái tin về vĩ mô nó khá là tiêu cực. Vậy ở trong thời điểm vừa rồi chúng ta có cái tin gì? Theo những cái gì mình tìm thấy được, đấy chính là những cái thông tin liên quan tới Jump Trading. Đây là một trong những cái quỹ top đầu trong thị trường và đang có những cái động thái mà được cho rằng là dẫn đến cái lo ngại về việc bán tháo. Và ở đây thì mình để tóm tắt lại nhanh cái tình hình nó như sau để cho bạn dễ hình dung ra cái dòng thời gian. Ngày 21 tháng 6 thì Jump Crypto bị Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai điều tra. Và ngày 25 tháng 6 thì Chủ tịch Jump Crypto thì cái người này cũng đã từ chức. Và sau đó từ ngày 24 tháng 7 thì Jump Trading cũng đã có những cái động thái lớn để di chuyển tới là 120.000 đồng ETH và trị giá tới là 314,8 triệu đô la Mỹ tới những cái sàn giao dịch như là Binance, OKX, Coinbase, Bybit và Gate. Gần đây ở trong ngày mùng 5 tháng 8 thì Jump Trading đã chuyển thêm là 17.576 đồng ETH và đây một số tiền trị giá là 46,78 triệu đô tới những cái sàn giao dịch tiền điện tử lớn. Và cái động thái này thì khiến cho cộng đồng khá là lo ngại và dấy lên cái tin đồn là cái quỹ này đang dính đến những vấn đề về pháp lý và đang phải bán tháo tài sản. Và chính cái việc mà có rất nhiều cái đồng ETH bị đẩy lên sàn và tạo ra một cái áp lực xả rất là lớn thì nó khiến cho là gì? ETH nó bị xả và thậm chí xả nhiều hơn so với Bitcoin. Và đây với điều mình cảm thấy khá là khó hiểu và mình cảm thấy là không biết thực tế là những cái điều này nó sẽ diễn ra như thế nào. Vậy thì về tin tức, chúng ta có những tin về vĩ mô, như là chúng tin về chuyên ngành, thì bây giờ mình sẽ gửi tới cho mọi người những cái phân tích cũng như nhận định về kỹ thuật theo cái góc nhìn của mình. Và trước khi bắt đầu thì có hai điều như thường lệ mình vẫn luôn muốn nhắc lại với các bạn, đấy chính là gì? Những phân tích và nhận định của mình dựa trên kiến thức và dựa trên kinh nghiệm cá nhân. Nếu nó có gì sai hoặc có gì không đúng thì rất là mong các bạn góp ý để mình hoàn thiện và sửa đổi thêm. Và ngoài ra thì những phân tích và nhận định này của mình nó sẽ không phải lời khuyên đầu tư, lời tư vấn tài chính hay lời mời rủ rê các bạn tham gia thị trường này. Bởi vì như mình đã nói và như các bạn cũng đã thấy, những cái thị trường bạn đang xem về vàng, dầu, Bitcoin, chỉ số, về chứng khoán, nó là thị trường rủi ro và rất là mạo hiểm. Và chắc chắn các bạn sẽ không có cái khoản tiền đầu tư tốt và các bạn sẽ không có lãi và thậm chí các bạn sẽ mất toàn bộ số tiền các bạn đầu tư vì các bạn không kinh nghiệm và các bạn không kiến thức. Vậy nên trước khi bạn đưa ra bất cứ điều gì, các bạn nên cân nhắc và suy nghĩ thật là kỹ. Và ở đây chúng ta sẽ nhìn với cái đồ thị của Bitcoin trong thời gian là khung đây, và bạn sẽ nhìn thấy là nó lên được cái mức cao nhất là khu vực là 70.000 và sau đấy có những cái mức sụt giảm về lại khu vực là 60.000 và khu vực là 55.000 ở đây. Và có rất là nhiều người mình thấy ở trên mạng có những cái trạng thái là tại sao Bitcoin đang đi như vậy mà nó cú nó sụt giảm mạnh, tại sao tôi chưa kịp chốt lời mà nó đã có cái cú nó suy giảm mạnh như thế. Các bạn có thể xem lại cái video nhận định của mình được đăng vào ngày 27 tháng 8, thì mình sẽ bật cái trích đoạn cho các bạn xem. Nó sẽ lại quay trở về câu chuyện cũ là nó sẽ nằm loanh quanh ở đoạn 68.000 đến đoạn là 72.000 này. Và là một người vẫn giữ được cái quan điểm và những phân tích của Bitcoin trong những bài trước, thì mình thấy là ở trong tuần tới thì sao, chưa có những entry đó từ khu vực 54.000 rồi khu vực là 63.000, 64.000 đây. Thì hiển nhiên những cái phân tích nhận định cho anh đều là những phân tích và nhận định tốt và cho họ không cần phải quá là vội. Và đến những cái giai đoạn này là những giai đoạn mà các bạn nên tập trung để bạn chốt lời với những cái phần còn lại. Vì khi mà giá nó quay trở lại cuộc là 72 và 70.000 này, nó sẽ là một sự tranh đấu rất là lớn của việc là giá có thể nó phá qua đây hay không, hay một lần nữa nó sẽ lại bị đạp xuống và lại có một cú xả sâu trong giai đoạn đó. Và như các bạn đã thấy thì chưa đã có một cú xả rất là sâu từ khu vực là 70.000 về cái giai đoạn hiện tại là cái khu vực thấp nhất là 50.000. Và cái phương án và cái suy nghĩ của mình ở trong thời điểm hiện tại, chưa sẽ cần phải cập nhật một vài cái điểm như sau. Thứ nhất là khi mà giá nó cú nó rút dâu về lại khu vực là 50.000 và cái khu vực ở dưới này, đây là khu vực đã rất là tốt để các bạn có thể một cái vị thế các bạn buy. Tuy nhiên thì do rất là nhiều người ở về khi về khu vực 50.000 này, mình thấy là rất nhiều bạn đang ở trong trạng thái hoang mang là sợ nó sẽ tụt xuống sâu hơn là 40.000, 30.000, thậm chí là 20.000. Thì ở đây chúng ta sẽ xem một vài cái yếu tố về kỹ thuật để chúng ta thấy cái gì. Chúng ta có một cái cây nến D1 là một cây nến rút dâu lên tương đối là lớn và tương đối là mạnh. Và với cây nến D1 này, chúng ta sẽ có là RSI nó đang nằm trong trạng thái là quá bán và đang dần đẩy một cái nhịp đi lên. Và đối với cái nhịp này thì theo suy nghĩ cá nhân của mình thì nó sẽ giữ được cái đà hồi phục lại khi mà nó hoàn tất hội tụ đủ những yếu tố như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ cần cái cây nến D1 là cái cây nến ngày hôm nay ấy, nó sẽ cần phải có một cái đóng nến ở trên cái mức giá là 56.200. Lúc đấy thì chúng ta sẽ có cái cây nến D1 này với cây nến xanh và nó sẽ cao hơn 2/3 của cái cây nến đỏ trước đó. Thì lúc đấy cái lực mua nó mới tương đối là rõ ràng. Và với cái lực mua như thế thì khi mà nó đạt được đủ cái điều kiện như vậy thì nó có thể nó sẽ đi lên và nó sẽ kỳ vọng nó kiểm tra lại được hai khu vực là 61.200 và khu vực ở trên này là 64.305.
Và đấy sẽ là những mốc mà chúng ta sẽ cần quan tâm và những cái mốc mà chúng ta sẽ cần lưu ý. Và nếu mà nói rằng để có thể mua được ở trong giai đoạn hiện tại hay không hay là như thế nào thì mình nghĩ là các bạn nên có một cái phương án để các bạn để phân bổ cái tài sản của bạn ở trong cái mức là hợp lý và cái mức là tốt. Đấy có nghĩa là gì? Mình nghĩ là nếu như các bạn vào hàng và các bạn muốn mua thì các bạn nên mua tối đa trong thời điểm này là 30-40%, và cái phần còn lại thì các bạn nên để một phần ở trên USDT để các bạn có thể là gì ạ? Đề phòng cho những trường hợp mà nó những cái cú mà nó giá nó giảm đột ngột ấy, thì các bạn thì giải ra bạn thể mua tiếp. Và cái cách mà để các bạn mua thì mình nghĩ là chúng ta đã nói rất nhiều trong video khác nhau, những video về nhận định rồi, thì ở trong video này thì mình muốn nói là gì ạ? Cách để chúng ta có thể tối ưu thêm. Lý do tại sao để tối ưu thêm là bởi vì chúng ta sẽ có USDT nhàn rỗi, chúng ta sẽ có BTC, chúng ta có ETH mà chúng ta mua gom từ những thời điểm trước đó. Và trong những thời điểm như thế này thì với những cái bạn mới, nếu như các bạn chưa quen về việc các bạn đánh future, mà thực ra thì mình không khuyên các bạn đánh future bởi vì đấy mà cái rất là khó, và mình thấy đa phần mọi người sẽ mất tiền và các bạn sẽ mất toàn bộ số tài sản của các bạn, thì các bạn vẫn nên giữ cái tài sản của bạn ở trong cái mảng spot, tức là cái mảng giao ngay của các bạn, BTC, ETH, các bạn nên nắm giữ những cái đồng coin top, theo mình nghĩ là như thế. Đấy cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là để tối ưu cho những cái đấy thì chúng ta có thể sử dụng thêm một vài những cái tính năng, ví dụ như là những cái tính năng như kiểu staking. Thì các bạn để xem những cái điều này ở trong những cái sàn, ví dụ là Binance, OKX hoặc Huobi, thì nó đa phần nó sẽ có những phần là phần earn như này này. Ví dụ như ở đây, nếu như các bạn đã mua, các bạn gom ETH và có đang có cái phần đấy dư và các bạn mua ở cái mức giá ở trên cao ấy, thì rõ ràng chúng ta sẽ DCA cho chúng ta mua trung bình thêm. Và cái phần mà các bạn mua được thêm rồi và các bạn đang mua rồi thì bạn thể để vào trong phần staking hoặc là để trong phần simple earn này. Thì để hiểu đơn giản thì nó giống như kiểu là các bạn gửi tiết kiệm, thì cái mức ở đây nó sẽ được là 4,2% hoặc là 1,03%. Ngoài ra đối với những cái đồng coin khác thì các bạn thể ở bên Binance, các bạn thể hold BNB để có những cái mức lãi suất như thế này. Các bạn quan tâm simple earn này và quan tâm staking này chứ các bạn đừng quan tâm đến cái dual investment. Cái mức số ở đây nó rất là cao nhưng mà rất là khó để đạt được cái mức này. Và Binance bạn để hold BNB để có thể là tham gia vào những cái chương trình airdrop và những chương trình land pool của nó, thì đấy là một cách để bạn thể tối ưu hóa cái tài sản của các bạn. Ngoài ra mình có tìm thêm một vài cái tên tuổi khác để có thể là tối ưu hóa cho cái này. Thì bên cạnh Binance, Bybit, OKX các thứ thì mình thấy có Nexo. Thì để mà so sánh, mình thử làm một cái so sánh của bên Nexo này so với bên Binance, thì ở trong cùng một loại tài sản ý, thì bên Nexo này mình thấy là cái mức lãi suất thì đâu đó có vẻ nó cao hơn. Ví dụ như Ethereum nó đang là 4% này, nếu các bạn gửi linh hoạt này, còn nếu như bạn cố định thì bạn được cộng 1 thì sẽ là 5%. Và bên Nexo này thì nó lại là chia theo cái phần, nó gọi là gì? Nó sẽ chia theo cái phần này, nó như kiểu có hạn mức ấy. Nếu các bạn gửi từ 0 đến 100.000 thì bạn sẽ được mức là 4. Còn nếu gửi trên 100.000 thì sẽ mức là 1,5. Và ngoài ra thì nó sẽ chia theo bậc, ví dụ là Silver, Gold, Platinum. Thì cái chia theo bậc này giống như kiểu là bên BNB, bên Binance bạn hold BNB, bạn là VIP 1, VIP 2, VIP 3. Thì càng lên cái mức VIP cao hơn thì bạn sẽ được mức lãi suất cao hơn, giống như kiểu là phân hạng ngân hàng, phân hạng Sapphire, phân hạng Ruby, phân hạng Diamond. Thì bên này mình thấy thế, lên Platinum thì được 5 xong cộng 1. Xong nếu mà nhận cái này bằng Nexo thì bạn được cộng 2, tổng là 8. Nhưng mình thấy trung bình thì chúng ta sẽ ở mức Silver hoặc mức Base này thì chúng ta sẽ được là 5%, cái mức tiền lãi. Các bạn lưu ý đây mức là theo năm nhé, chứ không phải là theo tháng hay theo ngày. Nó cũng giống như kiểu gửi tiết kiệm ấy. Thì đối với cá nhân mình thì mình sẽ tập trung vào những cái đồng coin top và tập trung vào USDT. USDT giống các bạn gửi đô ấy, thì ở đây mình thấy được là 9% thì cũng khá là ok. Và nếu gửi cố định thì cộng thêm 3, tổng là 12 thì khá là ổn. Còn bên Binance thì USDT thì là 1,8 đến 2,2. Và đối với chương trình này thì có khá nhiều đồng token và khá nhiều cái đồng coin để các bạn thể xem và có thể tham khảo. Và đấy, mình nghĩ nó sẽ là một cách để giúp cho chúng ta để tối ưu được hơn về cái dòng tiền, để cho nó không trong trạng thái nhàn rỗi. Vì khi các bạn nhìn thấy là các bạn mua nhưng các bạn để spot thì nó cứ nằm ở đấy thôi, và chúng ta chỉ đợi là giá nó đi lên thì chúng ta mới thể là chúng ta bán được. Còn nếu như giá nó chưa lên mà hoặc là thậm chí giá đi xuống, các bạn đi CA thêm thì nó sẽ ở trong trạng thái nó như kiểu là các bạn bị om vốn ấy, thì nó sẽ khá là tệ, và cái vòng luân chuyển vốn nó không được là linh hoạt và nó không được gọi là tối ưu lắm. Vậy bây giờ quay trở lại bài toán thị trường trong thời điểm hiện tại, chúng ta sẽ có là đâu đấy khoảng 40% của chúng ta sẽ được phân bổ, chúng ta sẽ được giải ngân, và chúng ta sẽ còn khoảng là 60% còn lại chúng ta sẽ để là USDT. Vậy thì những cái mốc mà tiếp theo mình nghĩ là chúng ta có thể xem xét đấy chính là gì? Khi mà Bitcoin nó quay trở về lại khu vực 52.000 này,
52.000 này và cái khu vực, những cái khu vực ở dưới này này, thì mình sẽ giải những cái mốc này ở dưới và với cái tỷ trọng của nó cũng sẽ là bằng nhau. Mình sẽ không có gấp thép và mình sẽ không có tăng dần. Mình giải quanh cái mốc ở trên này, mình sẽ giải từ 54.000 xuống 44.000 và nó khớp được đến đâu thì khớp. Đấy, chúng ta đâu thể biết được rằng có những nhịp mà nó rút dâu hoặc cái nhịp nó đi lên như này không thì chúng ta hoàn toàn chúng không biết. Và với cái khoản tiền của các bạn thì chúng ta cứ giải ngân dần ở trong phần USDT này còn lại và tối đa thì các bạn giải ngân đến, mình nghĩ là khoảng 40% của USDT này nữa, tức là nó còn lại 20%, thì chúng ta luôn có 20% để dự phòng, thì mình nghĩ là như vậy. Thì đối với những cái điều này thì cá nhân của mình sẽ vẫn thấy những cú flash sale, những cú thiên nga đen hoặc cú mà xả như này, bất cứ cái từ gì các bạn nói, nó sẽ luôn có cơ hội chúng ta có thể mua loại tài sản chúng ta ở trong mức trạng thái là giá tốt và với số lượng là nhiều hơn. Và đấy là cái góc nhìn và cái suy nghĩ của mình là một người theo cái về góc nhìn phân tích kỹ thuật. Và không biết là những cái suy nghĩ cũng như là những cái đánh giá của bạn về cái phương án của mình như thế nào, thì rất là mong các bạn thể cho mình thêm ý kiến. Và ngoài ra thì trước khi kết thúc cái video này, có một điều mình muốn nhắc và mình muốn chia sẻ lại với các bạn, đấy chính là khóa học về crypto để các bạn thể phân tích dự án, các bạn thể phân tích về dòng tiền, phân tích về những cái ví của cá mập lớn, thì nó sẽ đặc biệt phù hợp trong giai đoạn mà thị trường đi downtrend như thế này. Tại sao lại như thế? Vì các bạn có thể sử dụng những cái thông tin ở trên mạng, theo dõi những ví của cá mập, theo dõi những cái trending trên mạng, thì các bạn biết được rằng khi mà giá nó giảm thì những cái cá mập lớn nó sẽ gom, nó sẽ mua những cái đồng coin nào và chúng có thể là đi theo và chúng có thể follow theo những cá mập đó. Và mình nghĩ đây sẽ vẫn là một cái điều mà từ trước đến nay ở bên thị trường crypto, ở trên những cái dữ liệu về on-chain nó công bố và chúng có thể tận dụng nó. Và chi tiết về khóa học thì mình sẽ để ở trang web, các bạn để truy cập ở dưới phần mô tả, các bạn scan cái mã QR code ở trên màn hình. Và để tham gia vào cái buổi chia sẻ này cùng mình thì các bạn cứ nhắn cho mình theo số Zalo là 0969 156969, thì sau đó mình sẽ nhờ những bạn thư ký liên hệ để hoàn tất những thủ tục ghi danh và hy vọng chúng ta có thể đồng hành cùng với nhau trong thời gian tới. Và đó, đấy là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn ở trong video ngày hôm nay, một video ngắn để mình cập nhật về tình hình thị trường, những cái điều mà chúng ta sẽ cần phải lưu ý, những cái điều chúng ta sẽ cần phải để tâm. Và hy vọng rằng với video này sẽ đưa ra nhiều góc nhìn để các bạn thể tham khảo và các bạn thể chia sẻ được hơn. Và hy vọng với video này sẽ đưa ra nhiều góc nhìn để các bạn thể tham khảo. Và chúc chúng ta sẽ luôn may mắn và thành công trong thời gian tới.